Rồi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Farm Blog. Đã rất là lâu rồi thì mình không trở lại với tựa Acero. Nhưng hôm nay thì mình đã quay trở lại với cái màn mở dương thân kim. Thân thàn. Hôm nay thì là mình sẽ mở dương vàng. Nó chứa một trang bị tốt hàng thường nhé. Bây giờ thì mình đang có số 1 chìa khóa đây. Giờ mình sẽ dùng luôn nhé. Đó sẽ kiểu kiểu này này, các bạn sẽ được những cái đồ dùng, đồ vật gì đó thì nó rất là tốt hoặc là thường. Cái thứ hai, sẽ quan giáo. Bây giờ thì mình sẽ đoán trước khi mở nó ra xem nó là cái gì. Này thì mình đoán là cái gì bây giờ nhỉ? Nó là gì nào? Mình đoán sẽ là trượng đi. Nó là trượng đi xem nào. Wow, cú ồn ào. Cú là mới có nên mình chưa thấy đâu các bạn. Rất là vui luôn. Con toán tiếp theo. Cái này mình đoán là kia à, không, là áo giáp như thế nào. Mình tôi lên bài. Tiếp theo. Mình đoán là gì nhỉ? Là ôi, cũng chẳng nhớ đâu. Khó lắm. Rồi mình sẽ làm nhanh thôi nha. Các bạn xem dần dần nhé. Những con nào mới thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Mấy cái này thì nó toàn là một cái trang bị mình đã thấy rồi. Ôi cú ồn ào. Ôi áo chàng rực rỡ. Giống như con cú ồn ào ha. Ôi ba cú ồn ào luôn. Thế tên nào? Mở lên tiếp đó các bạn ạ. Ngon đấy. Là áo giáp vàng. Có vẻ bị tốt. Cái kia tiếp theo. Áo tràng rực rỡ. Ôi, là trường oai vệ nha, rất là hiếm luôn. Rồi.
gọi Long mở 10 cái. Bằm bò tót. Anh đọc, mở anh đọc. Đây là áo trà mắm ma. Ai mở người ạ? Khéo léo. À chẳng được rỡ. Còn tay băng giá. Nhà thứ ba. Cõi băng. Thế nào các bạn nhé.